Bà con, ai đang gặp các vấn đề về mua phải hàng chất lượng kém, hãy nhắn cho tôi, Kedin Anime Shop, cam kết chữa khỏi 100%. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Kedin Anime. Mỗi gia đình đều mang những câu chuyện khác nhau. Nó có thể là chỗ dựa vững chãi và là nơi ấm áp nhất để ta quay về sau một khoảng thời gian đối mặt với bao dông bão ngoài cuộc sống. Thì hình như là gia đình của Heiji hay gia đình Kudo. Tuy nhiên, đôi khi đó lại là nơi đáng sợ và lạnh lẽo nhất. Có thể bị hiểu lầm tai hại, sự độc đoán của cha mẹ hay tiền thừa kế mà những người thân ruột thịt trong gia đình có thể ra tay sát hại lẫn nhau. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những vụ án người nhà ra tay với nhau nhé. Giờ thì, KD Girl! Vụ án tại biệt thự với anh em sinh ba. Câu chuyện bắt đầu khi Conan cùng Ran và Sonoko đi tắm biển tại Izu. Trong lúc đang vui chơi, cả ba gặp Tomizawa Yuzo, con trai út tập đoàn tài chính Tomizawa, tương lai sẽ kết hôn với Ayako, chị gái của Sonoko. Nên lần này, anh chàng muốn giới thiệu bà và các anh trai với gia đình nhà Suzuki. Tuy nhiên chỉ có ông Tetsuharu, bố của Juro có mặt. Sau khi ăn bữa tối và xem trong trận bóng chày, ông Tetsuharu quyết định ra về. Khi cả nhóm trở về nhà, điện bỗng nhiên bị tắt và một tia sét lóe sáng, khiến tất cả giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở trước biệt thự, có một người đàn ông liên tục cầm một viên đá đập liên tiếp vào nạn nhân. Tuy có đeo khẩu trang và mũ để che mặt nhưng không khó để nhận ra người này chính là Yuzo, nạn nhân không ai khác mà chính là cha của anh, ông Tetsuharu. Điều tra vụ án. Vụ án xảy ra vào lúc 23:30. Trên tay nạn nhân có một khoảng trống do đồng hồ để lại. Bốn người Ran, Sonoko, chị Ayako và Conan là nhân chứng chứng kiến ông Tetsuharu bị con trai Yuzo sát hại. Vậy nhưng sau khi hai người con trai còn lại của ông Tetsuharu đến hiện trường, tất cả bàng hoàng nhận ra gia đình họ có ba người anh em sinh ba giống hết nhau. Người mà bốn nhân chứng nhìn thấy đêm qua là một trong ba người họ. Các nhân chứng đều không thể phân biệt được đâu là hung thủ vì hắn chỉ để lộ mắt. Ba nghi phạm gồm có Tomizawa Taichi, 28 tuổi, con trai cả nhà Tomizawa, hiện là tiểu thuyết gia. Kế tiếp là Tomizawa Tatsuji, 28 tuổi, con trai thứ hai của nhà Tomizawa, hiện là nhân viên của tập đoàn. Cuối cùng là Tomizawa Yuzo, 28 tuổi, con trai út nhà Tomizawa, hiện đang là họa sĩ. Về bằng chứng ngoại phạm, người anh cả đã gửi một lời nhắn đến điện thoại bàn vào lúc 23:34. Đây là khoảng thời gian án mạng xảy ra, trong đó có âm thanh phần bình luận sau trận đấu của trận bóng chày đêm qua. Taichi mới đầu đã khai xem nó qua TV. Khi bị phát hiện đây là lời nói dối thì anh ta đã đổi lời khai, nó đã nghe nó qua radio. Phần các tình huống nổi bật của trận đấu được thuật lại trên radio, chỉ ở Osaka mới nghe được. Trong lúc nghe radio, anh ta ngồi chơi pachinko. Kế tiếp là con trai thứ hai Tomizawa Tatsuji. Vào đêm xảy ra án mạng, Tatsuji được tập đoàn cử đi công tác ở Okinawa. Anh ta mới về đến Izu khoảng 3 tiếng trước. Ngoài ra, chuyến bay cuối cùng giữa Okinawa và Izu là vào khoảng 8 giờ tối. Việc anh ta có mặt ở biệt thự lúc xảy ra vụ án là bất khả thi. Đây chính là bằng chứng ngoại phạm của anh ta. Cảnh sát khi điều tra đã phát hiện ra đây là lời nói dối. Trong danh sách hành khách đi từ Okinawa có tên Tatsuji, nhưng chuyến bay chỉ hạ cánh cách đó 30 phút do cất cánh muộn. Vì anh ta có mặt tại biệt thự lúc này không hề hợp lý. Tatsuji do đã bị tra hỏi nên mới tiết lộ đêm qua anh ở Tokyo với vị hôn thê Hiromi. Tatsuji đã cử một người đi xử lý công việc thay mình ở Okinawa. Người làm chứng cho anh ta gồm Hiromi và trận bóng chày đêm qua. Sau 12 giờ đêm qua, TV và radio mới bắt đầu đưa tin về kết quả của trận bóng chày. Trước đó vào khoảng 11:30 đêm, Tatsuji vì muốn xem lại cú home run nên phải liên tục chuyển kênh xem đoạn chiếu lại, chứng tỏ anh ta đã xem TV vào khoảng thời gian đó. Với phần bằng chứng ngoại phạm của cậu út Yuzo, cả đêm qua anh ta đã ở trong phòng vẽ. Trong lúc ngủ quên vì mệt, có một người bạn đã gọi điện thoại đánh thức anh dậy. Lúc đó là hơn 23:30. Phá án. Các khán giả của KD Anime sau khi nghe những manh mối trên có phát hiện ra điểm gì bất thường không? Trong ba người có một người đã nói dối tới 2 lần. Conan sau khi cho Sonoko ngủ gật đã phá giải sự vô lý trong lời khai của người anh cả. Đầu tiên, luật phát hiện hành tạ nhận lúc đó quy định các tiệm pachinko chỉ được hoạt động đến 23 giờ. Anh cả lúc này luống cuống thay đổi lời khai đến lần thứ 3. Taichi khai rằng anh ta đã nghe tường thuật từ radio trên taxi lúc về nhà. Conan tất nhiên đã nhanh chóng phản bác lời khai này. Vào lúc vụ án xảy ra, khu biệt thự đã bị cắt điện 10 phút. Khi mất điện, hộp thư thoại trên điện thoại bàn sẽ tạm ngừng hoạt động. Dù đồng hồ trong máy vẫn chạy nhờ pin dự phòng, nhưng chức năng ghi âm lời nhắc phải có điện mới dùng được. Vậy nên lời nhắn được gửi lúc vụ án xảy ra là bất khả thi. Trước khi trận bóng vừa kết thúc thì Taichi đã điều chỉnh thời gian hiển thị trên hộp thư thoại tới trước một chút rồi để lại lời nhắn của mình. Sau đó chỉnh lại thời gian hiển thị như cũ. Hành động này đã khiến cho mọi người lầm tưởng Taichi đã để lại lời nhắn đúng lúc vụ án xảy ra. Trước đó, anh ta đã làm hỏng đầu thu để ông Tetsuharu phải sang biệt thự nhà Sonoko xem nhờ. Taichi chỉ cần chờ sẵn ngoài biệt thự, chờ đợi và ra tay với cha mình. Một phần vì cần máy nghe lén lên đồng hồ của ông Tetsuharu từ trước nên Taichi đã phải lấy nó ra để tránh bị cảnh sát phát hiện. Nhờ vào việc theo dõi trận đấu qua máy nghe lén nên anh ta có thể biết rõ cha mình đang ở đâu và khi nào sẽ về. Việc liên tục thay đổi lời khai và điều chỉnh thời gian hiển thị trên hộp thư thoại chính là bằng chứng kết tội. Nguyên nhân gây ra của ông thủ là vì tiền và xích mích với cha mình. Ta chỉ cần số tiền khi cha anh qua đời, nhờ đó mà có thể tiếp tục sự nghiệp viết lách. Ngoài ra, cha anh, ông Tetsuharu đã luôn lợi dụng các mối quan hệ, do đó mà các nhà xuất bản không dám phát hành các tác phẩm của anh. Hắn ta không chỉ muốn ra tay về cha ruột để lấy một phần tài sản, hắn còn muốn đổ tất cả tội lỗi lên đứa em út để có được nhiều tài sản thừa kế hơn. Kỳ thực, đây là một trong những tên hung thủ máu lạnh và nhẫn tâm nhất trong tập truyện Conan. Ám án trong phòng tắm khóa kín. Mở đầu vụ án, trong lần chuẩn bị tham dự buổi hòa nhạc của Okino Yoko, bác Mori vô tình làm mất tấm vé mời. Một cô gái lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện như một vị thần. Cô ta sẽ cho ông Mori tấm vé miễn phí với điều kiện phải thuê một chiếc xe để đón em gái cô. Khi đến nhà, một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra. Người thân của cô gái này đã tự nhốt mình trong phòng tắm. Trên đó có dán băng dính ghép chữ vĩnh biệt. Cửa không có chốt khóa nhưng băng dính bị dán chặt xung quanh nên không thể xông vào bên trong. Tất cả phải dùng hết sức đập mạnh mới mở được. Nhưng khi cánh cửa bật mở, tất cả phải chứng kiến nạn nhân đã tử vong cạnh bồn tắm. Điều tra vụ án, người chị gái dẫn ông Mori đến nhà tên đầy đủ là Aoshima Masayo, 26 tuổi, hiện là nhân viên ngân hàng BEC. Em gái cũng là nạn nhân của vụ án tên là Aoshima Mina, 24 tuổi, hiện đang là nhân viên trung tâm thương mại Haido. Cô tử vong do mất máu quá nhiều. Cửa sổ và cửa ra vào phòng tắm bị dán chặt bằng băng keo. Trên sàn phát hiện 2 chai thuốc tẩy bị đổ. Ông Mori cũng phát hiện một tờ hóa đơn do đích thân nạn nhân Mina đi mua, trong đó có 2 chai tẩy rửa toilet. Theo bác Kogoro, Mina đã định pha 2 chai tẩy rửa để tạo ra khí độc, sau đó dán kín tất cả các cửa để luồng khí đó không thoát ra ngoài. Dấu vân tay trên băng keo được cảnh sát xác nhận là của nạn nhân, nhưng đó là 2 chai tẩy rửa sinh học nên nạn nhân đành rạch tay để kết thúc đời mình. Vụ án được tạm kết luận là tự sát, riêng Conan thì không nghĩ vậy. Cậu phát hiện vết cắt trên tay nạn nhân và bồn tắm có nhiều điểm bất thường. Nếu thật sự có ý định tự tử, vết rạch phải chính xác và thường sẽ bị nhấn khá sâu. Vết rạch trên cổ tay nạn nhân không sâu và bị rạch khá lung tung. Thành ra bồn tắm sạch sẽ nhưng bên trong lại vướng khá nhiều vết máu. Conan cũng phát hiện nạn nhân từng cắt băng dính thành các mảnh rồi dính lên mép bàn để gói đồ đạn, một manh mối quan trọng để phá giải vụ án. Cha thám tử cũng phát hiện một vết máu lạ bị dính gần mắt mèo trên cửa ra vào. Giữa lúc đang điều tra, một nhân vật khác liên quan đến vụ án xuất hiện. Anh ta là Kenji, người yêu của nạn nhân. Được biết vào đêm hôm trước, anh ta đã gọi điện cho cô và ghé qua nhà. Tuy Kenji đã bấm chuông rất lâu nhưng không có ai mở cửa. Phá án. Khi sâu chuỗi các manh mối và phá giải được cách gây án của hung thủ, Conan gây mê ông bác như mọi lần và bắt đầu phá án. Hung thủ bị gọi tên không ai khác mà chính là chị gái của nạn nhân, Aoshima Masayo. Đầu tiên, Conan chỉ ra những chi tiết quan trọng mà chưa ai nhận ra. Cái miếng băng keo nhìn từ bên ngoài có vẻ đã bị dính chặt, nhưng thực chất chúng có thể bị bung ra. Do viền cửa nên người ngoài không nhìn thấy. Thứ hai là Kenji. Bạn trai của nạn nhân nói Mina thường để lời nhắn trả lời tự động ngay cả khi cô đang ở nhà. Việc người em gái không trả lời điện thoại rất bất hợp lý. Conan giải thích phương pháp gây án của hung thủ như sau. Masayo đã cho em gái uống thuốc ngủ rồi đưa cô ấy vào phòng tắm, rồi dùng găng tay dán chặt cửa bằng băng keo và cắt cổ tay Mina. Các miếng băng keo đó là do chính tên nạn nhân cắt ra để đóng gói hàng hóa. Hung thủ nhờ em gái làm việc này để khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường sẽ phát hiện ra trên băng dính chỉ có mỗi dấu vân tay của Mina. Và bước tiếp theo, Masayo mở thật mạnh cánh cửa và đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhờ khung cửa che mất phần băng keo mà không ai biết Masayo đã vào trong phòng tắm trước đó. Sau đó tìm cách đưa một người lạ đến nhà để chứng kiến cái chết của em gái. Chỉ là hung thủ không ngờ mình đã đưa thám tử Kogoro và Conan đến nhà. Cô ta chỉ tỏ vẻ bất ngờ và gọi ông Mori đến phòng tắm. Khi mở cửa, Masayo chỉ cần giữ chặt tay nắm cửa mà không xoáy nó, tạo cảm giác băng keo đã dính chặt vào cửa nên không mở được. Ban đầu, Masayo dự định pha 2 chai thuốc tẩy, dán chặt hai cửa để Mina giống như bị nhiễm khí độc mà tử vong. Nhưng khi rót ra, hung thủ mới biết được chúng là thuốc tẩy rửa sinh học không gây ra khí độc. Hung thủ do đó đã đưa ra quyết định dùng dao rạch tay em gái. Bằng chứng quan trọng kết tội cô ta chính là chiếc băng đô trên trán. Chữ Yoko trên đó vốn có dấu gạch ngang ở trên, nhưng của Masayo bị mất do vết máu. Nó vô tình bị dính lên khi máu bắn ra. Vết máu cũng dính lên cửa do cô ta nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo. Hung thủ làm vậy là do sự hiểu lầm to lớn giữa cô và em gái. Họ từng rất thân thiết và yêu thương nhau. Tuy nhiên, Mina bắt đầu bắt chước mọi sở thích và đồ dùng của chị gái mình. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như Mina không vô tình thích người mà Masayo đã yêu 5 năm, Kenji. Sau đó cặp đôi còn đi đến quyết định kết hôn. Vậy mà sau khi mọi bi kịch đã diễn ra, giờ đây Masayo mới phát hiện ra người đề nghị hẹn hò là Kenji. Mina đã kiên quyết từ chối và mãi mới chịu hẹn hò. Một điều kiện cô đưa ra là nếu ai có hỏi phải nói là Masayo đã bám giết lấy Kenji để lấy lòng kiêu hãnh của người chị không bị tổn thương. Lúc mua đồ giúp Masayo, người em gái đã quay lại để đổi hai chai thuốc tẩy thường thành hai chai thuốc tẩy sinh học. Mina có thể đã biết rằng chị gái của mình sẽ trộn hai thuốc tẩy kia lại với nhau. Việc sinh ra khí độc có thể ảnh hưởng đến chị mình. Mina rất thương chị gái và không muốn điều đó xảy ra. Masayo sau đó nhận ra tất cả ngay lập tức chạy vào phòng tắm, lay thật mạnh người em gái mong điều kỳ tích sẽ xảy đến và Mina sẽ tỉnh lại. Giờ đây cô ta chỉ biết ước rằng tất cả những điều này sẽ không phải là sự thật. Vậy là chỉ vì lòng căm thù mù quáng của bản thân, người chị đã giết hại em gái của mình. Nếu biết thấu hiểu và thông cảm hơn, chuyện đau buồn này đã không xảy ra. Dù sau đó có hối hận, ăn năn bao nhiêu đi chẳng nữa thì người đã ra đi cũng không thể sống lại. Tình cảm gia đình thiêng liêng cũng không thể chống lại sự ích kỷ và những hiểu lầm tai hại. Thật chua xót phải không nào các bạn? Các bạn nghĩ sao về hai vụ án trên nhỉ? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!